Yến ơi, gu của em là gì vậy? Gu của em là phải ca và đặc biệt là hát phải hay ạ. Vậy thì anh có một món quà cho em. Wow. Đúng là cao thật, nhưng mà hát hay hay không á thì bây giờ cùng mình review và tìm hiểu xem thử nha. Xin giới thiệu với mọi người loa Sumiko DSB-2150. Nghe nói đây là dòng loa biểu diễn cơ động cực kỳ cao cấp và chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Sumiko. Và hôm nay cùng mình review đi từ ngoài vào trong xem thử em này có gì đặc biệt không nha. Ấn tượng đầu tiên của mình về em loa này đó chính là sự đồ sộ và khổng lồ mọi người ạ. Thật sự thì nhìn em này bên ngoài nó to hơn rất là nhiều so với mình tưởng tượng. Và đặc biệt, em loa này được bao phủ toàn bộ màu đen cho nên nhìn nó càng mạnh mẽ hơn và đặc biệt là phù hợp với tất cả không gian biểu diễn luôn nha. Em này thì sẽ có cấu tạo gồm hai phần. Phần đầu tiên đó chính là cái thanh loa toàn dải ở phía trên này. Và cấu tạo thứ hai đó chính là cái thùng loa sub ở phía dưới này để tăng cho độ bass cho âm thanh. Vì đây là cái loa biểu diễn cơ động cho nên nhà sản xuất đã rất tâm lý khi mà thêm hai cái chi tiết này để giúp cho loa mang tính di động cao. Đầu tiên đó chính là cái phần tay cầm để mọi người có thể dễ dàng xách loa đi bất cứ đâu. Và phần đặc biệt thứ hai đó chính là bốn cái bánh xe ở ngay phía dưới đáy loa sẽ giúp mọi người có thể di chuyển loa cực kỳ đơn giản và nhẹ tay luôn nha. Đó, mọi người có thể thấy là mình rất dễ dàng xoay một cái loa chỉ bằng bốn bánh xe nhỏ nhỏ ở phía dưới thân loa như thế này nè. Khi mà mọi người xoay thì mọi người sẽ không có cảm giác là em loa này cồng kềnh hay là nó khổng lồ đâu nha. Mọi người có thể dễ dàng di chuyển lên, di chuyển xuống, xoay qua xoay lại như thế này. Và khi mà mọi người không muốn nó dịch chuyển nữa thì phần dưới bánh xe sẽ có một cái khóa như thế này để mọi người có thể gạt xuống và sẽ giúp em loa này đứng yên một chỗ luôn nha. Rồi, ở bên ngoài thùng loa thì em này sẽ được ốp một cái loại là gỗ cao cấp đó chính là MDF, giúp cho loa được bền bỉ hơn nè, tránh mọi tác động vật lý bên ngoài cũng như là giảm được cái hiệu trắng, cái rung trắng khi mà âm thanh nó phát ra quá to. Hơn nữa, cái phần e căng này thì mình gõ vào thì có cảm giác là nó cũng rất chắc chắn và đặc biệt là nó có rất nhiều lỗ thông hơn như thế này để giúp giảm nhiệt khi mà bạn chơi loa cả một ngày dài và nó sẽ giúp bảo vệ cái hệ thống của loa bên trong. Loa biểu diễn cơ động Sumiko DSB-2150 được cấu tạo bởi thùng loa subwoofer và thanh loa toàn dải. Chúng sẽ cung cấp âm thanh rõ ràng, chân thật và sống động bao trùm không gian biểu diễn. Trong đó, loa subwoofer được trang bị của loa bass có đường kính lên đến 45cm cho khả năng trình diễn âm thanh mạnh mẽ, uy lực và sâu xuống đến tần số 30Hz. Đi kèm với thanh loa cột bao gồm 16 củ loa toàn dải có đường kính 7.6cm và được đặt dọc theo chiều cao của loa. Hệ thống loa toàn dải này sẽ cung cấp âm thanh chi tiết mượt mà và phủ rộng đến mọi vị trí của người nghe. Với hệ thống âm thanh Sumiko DSB-2150, bạn sẽ tận hưởng một trải nghiệm âm thanh đỉnh cao từ những giai điệu sâu lắng cho đến những chi tiết âm nhạc tinh tế. Loa Sumiko DSB-2150 được tích hợp mạch khuếch đại Class D hiệu suất cao với công suất RMS 500W và công suất đỉnh lên đến 1000W. Loa sẽ cho ra âm thanh mạnh mẽ và uy lực bao trùm không gian. DSB-2150 có thể chơi mọi thể loại nhạc, tạo nên không khí sâu động cho bất kỳ buổi tiệc nào. Loa là sự lựa chọn hoàn hảo cho các phòng có diện tích khoảng 200m² và có thể phục vụ lên đến 200 khán giả. Bạn có thể trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ và sắc nét trong mọi không gian rộng lớn mà không gặp khó khăn. Sumiko DSB-2150 được tích hợp tính năng kết nối không dây giữa hai loa cho phép bạn tạo nên hệ thống âm thanh studio và mở rộng không gian hoạt động. Bạn chỉ cần bật chế độ kết nối không dây ở loa thứ nhất, sau đó bật ở loa còn lại và chọn kênh phù hợp. Khi kết nối thành công, đèn LED trên loa sẽ bật xanh để báo hiệu. Với hệ thống âm thanh này, bạn có thể dùng điều khiển từ xa để điều chỉnh hai loa cùng một lúc, hoặc nếu muốn điều chỉnh âm lượng của từng loa riêng biệt, bạn hãy chỉnh trực tiếp trên từng loa. Để phục vụ cho nhu cầu hát karaoke của người dùng, Sumiko đã trang bị DSB-2150 một cặp micro không dây UHF cao cấp. Sumiko DSB-2150 cũng cung cấp cho người dùng đầy đủ các tùy chọn khác nhau để bạn có thể phát nhạc từ nhiều nguồn phát một cách linh hoạt
với một số cổng như là cổng USB, kết nối với USB hoặc ghi âm tiếng mic vào USB, cổng thẻ nhớ TF, truyền phát nhạc từ thẻ nhớ hoặc ghi âm tiếng mic vào thẻ nhớ, cổng AUX, kết nối với các thiết bị có cổng âm thanh là 3.5mm như máy tính, máy nghe nhạc, cổng FM, phát radio từ FM, cổng RCA Input, kết nối với các thiết bị có cổng RCA như đầu DVD, đầu karaoke, cổng RCA Output, thúc âm thanh từ loa ra các thiết bị có cổng RCA như loa ngoài, âm ly, v.v. Cổng jack 6.3 input dành cho mic và cổng jack 6.3 input dành cho guitar hoặc mixer các kiểu nha. Loa Sumiko DSB2150 còn được trang bị mặt DSB cho phép người dùng tùy chỉnh âm thanh theo ý muốn một cách dễ dàng. Với bảng điều khiển ở mặt sau, bạn có thể sử dụng các núm xoay để điều chỉnh âm thanh như echo, reverb, delay, từ đó tạo ra các hiệu ứng âm thanh ngân vang và trong trẻo cuốn hút hơn. Đồng thời, bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng, bass, treble, balance và 4 chế độ mô EQ để có được âm thanh phù hợp với không gian, phù hợp với mọi thể loại nhạc và sở thích nghe của mình nha. Sumiko DSB2150 có thể đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc của bạn trong nhiều hoạt động giải trí và truyền thông như hát karaoke nè, biểu diễn live nè, hội thảo, giảng dạy, tiệc ngoài trời, picnic các kiểu luôn nha. Trên đây là những đặc điểm nổi bật và tính năng đáng chú ý của loa Sumiko DSB2150. Với sự kết hợp giữa công nghệ và thiết kế tinh tế, loa Sumiko mang đến cho bạn chất lượng vượt trội, cho bạn trải nghiệm âm thanh đỉnh cao. Loa Sumiko DSB2150 này xứng đáng là một trong những sự lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong thời điểm hiện tại về một loa biểu diễn cơ động vừa chuyên nghiệp lại vừa có tính di động cao. Ghé ngay Anh Đức Digital để có thể trải nghiệm và hát thử trực tiếp nha!